Rồi, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng điện máy EV ha. Thì bên em chi nhánh là ở quận 12 nha anh em, địa chỉ 367 Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12. Chuyên cho anh em mình tất cả cái dòng máy, từ những cái dòng máy cầm tay cho tới những cái dòng máy lớn công nghiệp và bán công nghiệp, thích hợp cho anh em mình đầu tư nhà xưởng, sử dụng trong gia đình cũng được luôn nha anh em. Nhất là anh em thợ hay di chuyển cũng có thể ghé qua em để mà trải nghiệm giữ dòng máy, mình trải nghiệm và mình test thử nha. Rồi, thì hôm nay nhân cái dịp cận Tết như thế này, em muốn lên cho anh em mình một cái mẫu máy rửa xe của hãng Detong, đi kè công suất là 2500W và lực bắn con này chuẩn là 183 nha anh em. Rất là thích hợp cho anh em mình đầu tư để mà mình mở tiệm rửa xe, nhất là anh em mà mở dịch vụ. Thì cái dòng này là chuyên cho anh em mình rửa xe máy nha. Còn nếu mà anh em mình muốn rửa xe hơi, xe lớn hơn thì anh em mình có thể tham khảo qua những cái dòng máy 3000 hoặc là 3500W công nghiệp nha anh em. Dòng này là 2500W công nghiệp, dành cho anh em mở cửa hàng rửa xe dịch vụ. Thì máy sẽ được thiết kế cho anh em mình có trang bị bánh xe, tay cầm, motor sẽ là motor 2 khúc nha anh em. Dòng này thì anh em mình sử dụng thì lưu ý cho em, giúp em cái vấn đề này là khi mà anh em mình sử dụng, anh em mình sẽ có được hai cái đầu, một là cái đầu bịch hơi giống như vậy, còn hai á là anh em mình sẽ có một cái đầu thông nhớt. Thì khi mà anh em mình sử dụng lâu dài, anh em quyết định sử dụng lâu dài, anh em gắn vô cái đầu thông nhớt này để khi mà anh em mình vận hành con máy được chạy im chân chu và nó sẽ được thông hơi đầy đủ nha, tránh được cái tình trạng gọi là nóng máy và lúc máy nha anh em. Motor lớn cho nên là máy sẽ được đi kèm cho anh em mình những cái phụ kiện lớn như thế này, dây hút nước lớn, dây xịt lớn và súng sẽ phù hợp với những con máy mà có công suất từ 2000W công nghiệp trở lên đó. Súng này là súng dành cho những anh em mà sử dụng máy công nghiệp nha, và nó sẽ có riêng cho anh em mình ba cái khớp nối. Ở đây là em đang gắn cho anh em mình một cái khớp nối ngắn và một cái khớp nối dài bằng nhựa, nó sẽ có thêm một cái khớp nối dài bằng inox nữa, cho nên là nếu mà anh em mình thích gắn vô thì mình có thể gắn vô để mình xài nha. Phụ kiện đi kèm theo máy thêm đó là cho anh em mình một khớp nối nhanh như thế này để anh em mình có thể tận dụng được bốn cái đầu bét ở trên con máy này nha. Đó, bốn cái đầu bét từ 0 độ cho đến 45 độ với bốn màu sắc khác nhau để cho anh em mình dễ dàng nhận biết và phân biệt. Ngoài ra máy thì như anh em đã thấy, em đang gắn ở trên đây là cho anh em một cái giá này thì anh em mình có thể treo súng bình bọc tiết và treo dây như thế này nha anh em, rất là tiện luôn. Những anh em mà làm về rửa xe dịch vụ đồ này kia, mình hay thích thiết kế gọn thì anh em mình có thể treo lên đây nha. Tay cầm cực kỳ chắc chắn và tay cầm này anh em mình có thể tháo rời. Có hai cách gắn cho anh em, một là anh em mình gắn giống như em như vậy, còn hai là anh em mình có thể quay ngược đầu lại và gắn như thế này, nó sẽ gọn hơn rất là nhiều nha anh em. Anh sẽ gắn cho anh em mình xem thử. Cách thứ hai thì anh em mình có thể dỡ lên và quay ngược đầu lại, anh em mình gắn như vậy nha. Những anh em mà muốn tiết kiệm không gian thì anh em mình có thể gắn theo cách này nha anh em, rất là dễ luôn đó. Nhìn con máy nó gọn nhẹ liền ha anh em, cực kỳ ok luôn và rất là dễ khinh ra khinh vô. Anh em mình có thể cầm ở như vậy đó, rất là chắc chắn nha. Còn bánh xe thì bánh xe lớn đã được cố định sẵn, cho nên là khi mà anh em mua về bánh xe, anh em mình không có cần phải lắp thêm, anh em chỉ cần gắn như vậy thôi là anh em mình có thể xài rồi. Dây đi kèm theo máy sẽ là dây bố giải ba lớp nha anh em, dây bố giải ba lớp 15m, nhưng mà bên em cũng như hãng sẽ hỗ trợ cho anh em mình lên 20m và không phải tốn thêm phí gì nữa. Nếu như một bộ dây 15m và 20m anh em mua rẻ ngoài thị trường á thì giá nó sẽ dao động từ 350 cho tới 450 ngàn một bộ, nhưng mà ở đây hỗ trợ cho anh em mình lên 20m không tốn phí luôn nha, rất là ngon lành luôn. Và dòng này sẽ được bảo hành chính hãng cho anh em mình 6 tháng, motor lỗi đồng chạy cực kỳ em nha anh em. Nút nguồn của dòng này thì nó sẽ nằm ở dưới đây đó, em quay cái tay cầm lại thì nó sẽ nằm ở dưới đây, còn khi mà anh em gắn ngược cái tay cầm lên thì nó sẽ nằm ở mặt trên nha anh em. Rồi, thì có rất là nhiều anh em đã sử dụng con này và đã được bên em cung cấp qua, cho nên là nếu mà anh em thấy ok mở lại tới cửa hàng 367 Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12 để mà trải nghiệm cũng như là test thử dòng máy này. Còn bây giờ là cùng em trải nghiệm thử dòng máy này nha. Và sẽ có thêm một cái bình bọt tiết 1 lít 2 cho anh em mình gắn vô máy để mà mình có thể sử dụng luôn nha. Rồi, bây giờ trải nghiệm thử nha anh em. Rồi, bây giờ là em sẽ test thử cho anh em mình xem cái hiệu suất làm việc của máy này. Do là máy thiết kế công nghiệp dành cho anh em mở cửa hàng dịch vụ, cho nên là khi anh em mua máy sẽ đi kèm cho anh em mình một cái bình bọt tiết lớn như thế này nha anh em. Và có khớp nối đồng luôn, rất là ngon lành. Rồi bình này anh em gọi là bình farm nè, có thể điều chỉnh tia phun được cho anh em mình luôn nha. Và trang bị khớp nối nhanh thì xịt rất là ok nha. Đây, cực kỳ chắc chắn luôn ha anh em. Đó, ngoài ra khi mà anh em chốt đơn với em sẽ đi kèm cho anh em mình thêm một bịch nước giặt, một cái khớp nối nhanh chống quấn dây như thế này để cho anh em mình có thể tiện lợi hơn trong cái việc mình sử dụng dòng máy này.
dây bố giải ba lớp cực kỳ chắc chắn. Còn đây là khớp nối nhanh mà em đã gắn sẵn trên máy nha. Ồ, bây giờ là mình sẽ cùng nhau test và trải nghiệm dòng máy này nha anh em. Mở máy lên, em sẽ cho anh em mình nghe thử tiếng chạy của máy nha. Đó, anh em mình có thể nghe thấy nè, tiếng máy chạy rất là im luôn anh em, hoạt động rất là mượt mà và rất là nhẹ nhàng luôn. Thì dòng này sẽ trang bị cho anh em mình đầy đủ phụ kiện, cho nên là anh em mua về chỉ việc xài thôi. Rồi, bây giờ là mình sẽ test thử cái lực nước ở cái góc 25 độ trên con máy này nha. Đó, với cái lưu lượng nước phun ra dày đặc như thế này thì nó sẽ thích hợp cho anh em mình đầu tư để mà rửa xe dịch vụ như em đây, em đang test ở trên chiếc xe máy nha. Đó, nước phun ra rất là dày nha anh em. Ở đây là đầu bếp 25 độ thì sẽ có 4 cái đầu bếp tùy vô cái nhu cầu sử dụng của anh em mà anh em mình có thể gắn vô để mà xài nha. Rồi, bây giờ mình test thử cái hiệu năng của bình bọt tuyết đi theo máy nha anh em. Bình bọt tuyết đi theo máy nè, anh em mình có thể điều chỉnh được cái góc phun. Đó, bọt cho ra thì rất là mịn luôn anh em, cực kỳ dặn và rất là mịn. Như thế này thì liệu anh em thấy có phù hợp không? Với cái số tiền bỏ ra thì anh em mình có thể đầu tư một con máy vừa rửa xe gia đình, anh em vừa có thể sử dụng trong gia đình, vừa có thể sử dụng trong gara và vừa sử dụng để mình rửa dịch vụ luôn nha. Đó, cực kỳ ngon luôn nha anh em. Giá của dòng này thì hiện tại là em đang bán cho anh em mình với mức giá được giảm từ hãng cũng như là cửa hàng. Giá gốc của dòng này là 6.9 triệu, thì hôm nay anh em mình mua trên kênh YouTube hoặc là anh em liên hệ qua em, giá cho anh em mình chỉ còn 6.6 triệu và sẽ được bao ship tại thành phố Hồ Chí Minh, đem tới nhà lắp đặt nguyên một con như vậy cho anh em mình luôn nha. Đây, cùng nhau xem lại thử cái bọt tuyết mà của cái bình này tạo ra cho anh em nha. Đây là góc chính diện nè, anh em có thể thấy cái lượng bọt nó tạo ra rất là dày. Đó, lượng bọt tạo ra rất là dày, rất là đậm đặc nha anh em. Chỉ với 6 triệu hơn, đầu tư một con máy full phụ kiện như thế này, bao cho anh em mình sử dụng để rửa dịch vụ, rửa xe máy nha. Rồi, bây giờ cùng nhau test thử cái hiệu suất cũng như là khả năng làm việc của đầu bếp 35 độ trên máy nha. Lưu lượng nước đưa ra cho anh em mình là 14 lít trên 1 phút, cho nên là lượng nước của tiêu hao của con này khá là cao. Cho nên là đầu tư để mà mình sử dụng trong dịch vụ hoặc là xí nghiệp, nhà xưởng rồi này kia cực kỳ thoải mái nha. Ngoài ra anh em mình cũng có thể trang bị nếu mà nhà anh em mình lớn á, có thể sử dụng để mình xịt sân nè, xịt sân, tưới cây, rửa xe đều được hết nha anh em. Quan trọng là cái nhu cầu của anh em mình ở đâu và anh em mình có thắc mắc gì thì cứ liên hệ qua em để được hỗ trợ. Dòng này thì khá là được nhiều anh em ưa chuộng, nhưng mà những anh em mà sử dụng trong phân khúc gia đình á, mình có thể tham khảo những cái mẫu nhỏ hơn, 2350 hoặc là 2350 a, nó sẽ nhỏ gọn hơn rất là nhiều. Dòng này là dành cho anh em dịch vụ nha, giá 6.6 triệu anh em, đầu tư con này là thoải mái luôn. Rồi, với cái giá tiền hôm nay anh em đầu tư bỏ ra 6.6 triệu là anh em mình sẽ có một con máy đầy đủ phụ kiện và thiết kế gọn nhẹ như thế này. Motor lõi đồng 2 khúc cực kỳ bền bỉ và chạy rất là êm nha anh em. Cho nên nếu mà anh em mình thấy con này nó đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của anh em, hoặc là thích hợp cho công việc cũng như là cái dịch vụ mà anh em mình đang làm, thì có thể đầu tư alo với em qua số hotline 0934077765. Còn nếu mà anh em mình thắc mắc và muốn trải nghiệm thực tế trước khi mà xuống tiền, có thể ghé cửa hàng điện máy EV tại đường Trường Chinh, địa chỉ 367 Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12 để mà trải nghiệm nha. Bên em sẽ chuyên kinh doanh cho anh em mình những cái dòng máy từ phân khúc nhỏ, giá rẻ và máy rửa xe nó chỉ dao động từ 1 triệu mấy thôi anh em, cho tới những cái dòng lớn công suất mạnh 3.500W lên tới giá là 14 triệu và sẽ có những cái dòng cao hơn nữa tùy vô cái nhu cầu sử dụng của anh em mình. Có thể tới cửa hàng của em để mà trải nghiệm test máy cũng như là sử dụng thử nha anh em. Rồi, thì xem xong hết cái video này, nếu như mà anh em nào mà chưa đăng ký kênh cũng như là chưa nhấn chuông thông báo thì mỗi người cho em một like, một share, một subscribe để mà mình có thể đón chờ những video tiếp theo. Và khi mà anh em đăng ký như vậy á, cái video của em mỗi lần lên video mới sẽ hiện lên cho anh em mình và sẽ có thông báo cho anh em mình nha. Rồi, chào anh em mình nha.